Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình có nhận được một món quà của một người bạn mình vừa đi bên Thái Lan về. Đó là một cái cây thủy sinh đến từ đất nước Thái Lan. Đây, chữ Thái đây, mình chắc cũng chẳng dịch nổi nó là cái chữ gì nữa. Còn bên cạnh đây là số tiền của nó, không nhầm thì là 350 bạc, tương đương với khoảng 240 đến 250 ngàn tiền Việt Nam. Vì bạn mình không biết chơi thủy sinh nên mình cứ nhờ là hãy ra chợ thủy sinh mua bất kỳ một loại cây nào gửi về cho mình, và bạn ấy chọn cho mình đó là loại cây này đó. Và bây giờ chúng ta hãy thử khám phá xem cái đất nước Thái Lan họ có những loại cây gì và họ cho chúng ta một cái loại cây như thế nào. Với cái giá 250 ngàn thì mình thấy là hơi đắt so với Việt Nam, khá là đắt. Đây, các bạn có nhìn được không ạ? Bây giờ mình sẽ nhấc ra cho các bạn nhìn nhé. Đó, cây nó có màu tím hồng khá là hay. Và ở trong chiếc cốc này thì nó có một cái dung dịch, nó ở dạng keo nhầy các bạn ạ, dạng gen. Theo mình tìm hiểu được thì cái gen này người ta sử dụng để bảo quản cây, nghĩa là ngoài việc nó cung cấp cho cây một cái độ ẩm nhất định thì nó cung cấp cả dưỡng chất cho cây nữa. Đấy, giúp cây có thể gửi đi xa và bảo quản rất là lâu. Nó cũng là một trong những công nghệ dưỡng cây khá là hay. Và cũng có thể là do cái người ta dùng cái chất gen này để bảo quản cây nên nó cũng tăng giá thành lên một chút. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái loại cây này nhé. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Nếu mà mình không nhầm thì ở Việt Nam nó cùng họ với dòng tiêu thảo Flamingo, nghĩa là một cái dòng cỏ thủy sinh nhưng mà nó có lá màu hồng rất là đẹp. Đấy, không biết là lá nước của nó như nào, nhưng mà nếu mà lá nước của nó cũng ra được hồng như thế này thì mình nghĩ là trang trí sẽ rất là hay đấy. Rất đẹp đúng không các bạn? Rất là nhiều ngọn, và một cái bụi này có lẽ là mình sẽ tách ra được khoảng 7 đến 8 ngọn con, khá là nhiều ngọn con các bạn ạ. Và đây chỉ là một cây thôi, ngoài ra mình còn được bạn ấy tặng thêm một cây nữa cơ. Đây, mình sẽ lấy cho bạn xem. Đây, đây là một loại cây nữa, cũng đến từ đất nước Thái Lan xinh đẹp. Đó, nhìn chất lượng nó khá là ok so với cây Việt Nam đúng không ạ? Đấy, rất đẹp, rất đẹp. Cảm giác là họ bảo quản và họ xuất ra thị trường những loại cây nhìn rất là ok, rất là đẹp. Không có tình trạng hỏng hay là thối rữa gì cả, các lá còn tươi rất là đều. Đấy, và đây cũng là một loại cây màu đỏ. Nếu mình không nhầm, bởi vì bên đấy họ để toàn chữ tiếng Thái thôi nên mình không biết được bên đất nước họ là loại cây gì, nhưng ở Việt Nam thì cây này nó cùng họ với dòng huyết tâm lan, chính xác hơn là huyết tâm lan mini, lá rất là nhỏ các bạn ạ. Một trong dòng cây rất là đẹp đấy, và cũng rất là nhiều ngọn con, các bạn có thể thấy đây rất là nhiều ngọn con đấy. Và có lẽ là một ngọn con này thì mình sẽ tách ra để trồng nó riêng ra để cho nó thành một cái cây rất là hay. Và cái cây này thì bạn mình từ lúc mua về khách sạn cho đến lúc đem về cho mình thì gần 3 ngày nó vẫn còn rất là tươi mới này, rất là đẹp, gần như không có tình trạng hỏng hết nào cả. Nhiều mỗi tội là giá hơi đắt các bạn ạ, nó đã rơi vào khoảng 250 một cái bụi cây như này, hơi đắt. Thực ra thì đất nước Thái Lan không phải là một cường quốc về thủy sinh đâu, nhưng đất nước Thái Lan họ có những trại cây rất là đẹp, trong đó phải kể đến đó là Nana Pentis. Và hôm nay mình đã khám phá thêm hai loại cây nữa. Và bây giờ mình sẽ trang trí vào bể xem cái cây này một thời gian nữa nó mọc ở trong bể nó sẽ như thế nào nhé các bạn ha. Thank you.
Ok, mình đã bóc tách xong các cái ngọn cây ra. Có thể thấy là mình tách được khá nhiều đúng không? Các bạn thấy chỗ bên huyết tâm la mini này mình tách được phải được khoảng gần 10 ngọn. Và tương tự với cái tiêu thảo Lafico này cũng vậy. Đấy, cũng được rất là nhiều ngọn. Khá là đáng giá với 250.000 đúng không? Đấy, nhưng mà tính ra vẫn đắt các bạn ạ. Nếu mà 10 ngọn chẳng hạn thì với 250.000 thì giá trị của một ngọn nhỏ đến tận 25.000. Hơi đắt nhưng cũng khá là xứng đáng bởi vì cái cây này nó rất là đẹp. Đấy, chất lượng cây rất là cao các bạn ạ, rất là tốt. Đó. Và bây giờ mình sẽ trồng những cây này lên trên chiếc bể của mình. Ok, mình đã trồng xong những cái cây này rồi. Và thời gian đầu thì có lẽ nhìn các cái loại cây nó chưa lên căng được thì nhìn nó sẽ hơi ngả nghiêng một chút. Và đây mới chỉ là lá cạn thôi. Hy vọng một thời gian sắp tới, có thể sẽ là 2 đến 3 tuần nữa, mình sẽ có một clip thật hay review lại các cái cây từ Thái Lan cho các bạn xem. Và các bạn hãy chờ kết quả này cùng mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.